Rồi, hello, xin chào anh chị và các bạn đến với chương trình talk show của Tony. Và xin Tony chào bạn nha, Hoa Vũ ha. Hôm nay bạn khỏe không? Mời bạn gửi lời chào mọi người trong chương trình nha. Dạ, em chào anh Tony và em chào tất cả chương trình và tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của anh Tony ạ. Dạ, em xin giới thiệu chút về bản thân mình ạ. Em tên là Hoa, sinh năm 1976. Hiện tại thì em đang độc thân và đang sống cùng hai con gái ạ. À, có nghĩa là gia cảnh hiện tại. Trả lời à, gia cảnh hiện tại là có hai đứa con gái rồi. Hiện tại là Hoa là đang ở đâu, ở huyện nào, xã nào, tỉnh nào? Dạ, em đang ở tại Hà Nội ạ, sinh sống tại Hà Nội. À, sinh sống em ở quận Long Biên, thành phố Hà Nội ạ. À, thành phố Hà Nội. Dạ. Rồi, tính cách của Hoa như thế nào? Ví dụ như những người bạn thân á, những người bà con nói về mình như thế nào? Dạ, nói chung là tính cách của em thì hòa đồng, vui vẻ. Nói chung các bạn cũng hay nói là nếu như mà đi chơi không có em thì cũng là mất vui. Vì em cũng như kiểu cây hài của các bạn ấy. Ồ, vậy là... Và tính cách vui vẻ hòa đồng anh ạ. À, dạ. Đây, Hoa hiện tại là đang làm công việc gì? Dạ, em đang hiện tại đang làm ở trường mầm non tư thục anh ạ. À, dạy học này nọ ha. Dạ. Cái sở trường của Hoa là gì nè? Dạ, trường mầm non của em là trường mầm non Kismay. Bây giờ Hoa, cái câu hỏi mà quan trọng á là Hoa muốn tìm một nửa yêu thương của mình với những tiêu chuẩn gì? Ví dụ như người ấy là người như thế nào, sống ở đâu, và cho biết cái tiếp người, cái gu người bạn đời mà mình cần tìm. Dạ, nói chung là về cái thể lý thì em cũng quan trọng lắm. Quan trọng là cái thể lý. Còn cái thứ hai nữa quan trọng nhất là vấn đề là nếu tìm bạn đời cho mình, em chỉ cần là người ta biết chia sẻ trong cuộc sống và biết tôn trọng và yêu thương mình và yêu cả những con của mình nữa. Đấy là cái quan trọng nhất. Còn cái mục tiêu đề ra em không còn cái gì đấy. Em chỉ cần như thế thôi. À, tức là dạ. Tìm bạn ở đâu cũng được ha. Ở đâu cũng được. Dạ, địa lý thì ở đâu cũng được ạ. À. Rồi coi như Hoa giờ là cũng ổn định này đó rồi. Bây giờ có hai đứa con, cần tìm một người đàn ông là thương mình. Và có thể là cũng thương mình thì yêu mẹ thì phải yêu luôn con. Bây giờ trước khi mà mình tối đi thì làm cái talk show ngắn thôi. Hoa chia sẻ thêm một chút về cái sở thích của mình đi. Lúc rảnh rỗi thì bạn thường đi đâu chơi hay là làm gì đó lúc rảnh rỗi? À, lúc rỗi thì cũng đôi khi là em cũng thi thoảng cũng đi chơi vui vẻ với bạn bè, gọi là tụ tập một chút. Còn bình thường ra là cũng ở nhà chăm sóc các con là chính. À. Cũng không đi nhiều và chủ yếu là chăm sóc gia đình là chính. Hoa là về cái bề ngoài là chiều cao bao nhiêu, nặng bao nhiêu ký, có thể chia sẻ không? Em cao 1m59, nặng 53 cân. À, nặng 53 cân. Và Hoa là sinh năm mấy hồi nãy giờ có nói chưa ta? Em sinh năm 1976 ạ. À, 1976. Rồi, nếu mà hẹn hò thì Hoa thích là hẹn hò với người đó ở đâu nè? Ở nhà, ở công viên, ở biển hay là ở đâu? Ở đâu cũng được anh ạ, nếu mà cảm thấy tiện ấy. Em cũng không quan trọng lắm, vấn đề là mình phải đề ra mục tiêu là phải hẹn mình ở đâu đâu. Nói chung cứ trên nơi nào mà có thể là hai người thấy thuận tiện thì là được ạ. Chỉ cần cái người mình thích thì ở đâu cũng vui đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi giờ Hoa muốn nói một vài lời nào trước khi mình kết thúc cho những cái anh mà đang xem chương trình này, Hoa muốn nói cái gì không? Trước tiên em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Tony và cảm ơn tất cả các bạn đang tham gia chương trình của anh Tony. Em cũng muốn là chương trình mình càng ngày càng phát triển rộng để mình giúp đỡ được nhiều những mảnh đời đang còn dang dở ạ. Đấy, em rất thích là những cái chương trình này, em theo dõi chương trình của anh rất là lâu rồi. Và em cũng nhiều lần cũng muốn để nhắn tin để tham gia, nhưng hôm nay mới được tham gia, được anh cho vào tham gia chương trình này ấy. Em rất là vui và rất là hạnh phúc. Em mong là chương trong qua chương trình này có thể em tìm lại được cuộc đời của mình. Rồi cảm ơn Hoa ha, tại vì đúng rồi Tony thì tại vì có sẵn dịp về Việt Nam á, rồi Tony mới làm talk show, có thời gian làm cái talk show kết nối xe duyên.
Thì hơi Tony cảm ơn các anh chị đã theo dõi talk show của Tony. Nếu mà các anh nào mà cảm nhận thích làm quen với Hoa đó, cảm thấy Hoa là người phù hợp thì hãy nhắn tin với Tony qua Zalo hoặc là Messenger ha, rồi Tony sẽ cho hai người nói chuyện trực tiếp, tìm hiểu với nhau. Và thôi, Tony chúc cho Hoa thật là nhiều may mắn, hạnh phúc, bình an sau này nha. Dạ, em cảm ơn chương trình, cảm ơn anh Tony ạ. Rồi, bye bye em. Dạ, em chào anh.